Người ơi, nếu một mai tôi giả biệt thành đô ra ngoài thiên tiên, bạn hãy tiễn đưa tôi bằng mấy lời thơ thăm đường phong trần. Trăm nhớ ngàn thương cũng chỉ một lần, tình đôi ta dù rằng chia cách nhưng sẽ tạo phần để nỗi mong ngày tân. Ở đây dân nhà xin đà hai văn bóng anh, thôi cho buồn chi giữa buổi đăng trần. Đưa tiễn nhau hãy nhớ lấy ngày này, ngày anh lên đường để làm xong chi cả. Thank you.
sẽ tặng em vài bông hoa dài của rừng xanh còn đường thôi xa trường. Ôi ngoài kia tiếng gió reo vang như dục giả người trai đất nước, một mai giả biệt kinh kỳ tàn cơn nghe khói lửa tôi về thăm em.